Này xem cái loại này còn sống bao nhiêu cây nhá. À, vẫn có những cái lá nó bị đen này nè, cái vẫn có ấy này. Vẫn có những cành nó bị đen này này. Và nói chung là như bọn này thì là sống rồi. Đây các ông kiểm đếm xem nha. Nói chung là như cái hàng này tôi báo thằng cô em là 1,5 triệu nè. Là cũng các bạn cũng khó mua đây thật. Khó mua cái cỡ này 1,5 triệu lắm đấy. Tại vì mua cùng một lô ấy. Cái loại này là tính ra là ở đấy đã rơi vào tầm 1 triệu một cây như này rồi. Cả công đánh xong rồi mang về đây xong rồi lại chết chóc nữa. Gốc của bọn này nha. Hôm ấy cho lên là hôm ấy thằng cu em lái xe là nó cũng đấy mình. Anh nói đến đâu là đúng đến đấy. Loại này hình như là vanh nó rơi vào chắc là tầm 10-12. Thanh nó cứ bảo là quay mọc đi ông ơi. To hơn ngón chân cái. Loại này là loại rẻ tiền nhất. Nhưng mà nếu mà bảo là mua cái loại này 1,5 triệu thì phải thuyết phục cái thủy. Cao cây thì trên 2 mét. Đấy. Mày đéo bị mất cây nào. Mình vừa đi vừa sợ mất. Vừa đi sợ mất. Hay là mọc bây giờ nó hết sốt rồi cho nên là bọn nó không lấy trộm. Nhưng bên này ông rồng ông ấy trông cây cho mình. Rồng ông ấy trông cây cho. Trông vậy thôi. Có ông anh ở đây thế nào ông ấy trông cho đây này. Không là đi là nó ngay ngáy đấy thật. Đi là sợ mất. Đi cả đêm hôm qua mà không mất cây nào. Ồ chả thấy tưới cây cho thằng em gì. Bán cho cây chuối này. Mấy cả đây này. Biết đéo gì về mọc mà cứ bán cho một cây. Đây này nhổ cái này này. Cái này 1,5 triệu đây này. Rồi đùa dối à. Thế là chắc là xem cái loại mộc 250. Nhưng mà giá 250 là cái mộc 2 năm. Giá đầu nghìn. Đây còn đang tưới cây còn đang kiêm cả bán hàng cái này. Đấy. Anh thấy chưa. Mẹ đi về cứ sợ là một là chết hai. À một là mất hai là chết. Nhưng cuối cùng chả mất cây mẹ nào. Một là có thể là an ninh ở đây nó tốt. Mấy cái thứ hai là mộc bây giờ nó không còn sốt như thế. Cho đến nghiện bây giờ mà nó mà lấy trộm là nó không biết bán đi đâu. Nó không biết tiêu thụ đi đâu. Chứ ngày xưa là cái bọn này nó dễ tiêu thụ này. Cái cây này là cái thủy nó bán rồi. Còn đây là cái hàng 1 năm. 1 năm thì cái năm ngoái là lấy từ 10 cây là 130. Đây này. Đây bây giờ nó ra cái các cái này là nó ra hoa đây này. Đó biết là nó hoa hay là cái gì. Đấy ý cái loại này là một mộc 1 năm. Đấy để cho các bạn biết là 1 năm. Mộc loanh quanh 1 năm. Trồng từ cái loại này lên loại này thì mất khoảng tầm 5-6 năm tùy từng người. Cái thằng cu em nó bảo là tưới thì anh phải tưới cả thân cả lá. Còn thanh thì nó cứ bảo là ông quay mọc đi. Mẹ vừa mới mua cây hôm trước không biết là chắc là cái thủy nó bán cho 3,8 triệu. Không biết là về tiêu thụ được 4,5 triệu hay sao lãi hay sao ấy. Cứ bắt mình quay mọc. Thôi thế thì vừa tưới xong rồi quay. Nhưng mà đây này. Cho các ông xem. Tôi sợ là chết. Có cái này thoát cao nhá. Mà không bị chết nha. Còn các cái loại này nếu mà các bạn muốn biết chết hay không thì chắc là tạch rồi. Bọn này chết rồi. Chết rồi. Chết nhiều phết đấy. Đéo biết mà mình đánh vào cái gì. Mất phải tầm 40 cây. Thế này. Có cái này này. Đấy thoát cao 1m7 mấy. Ở nhà tí nó lại tải lên thì nó lại có cái dạng HD. Ông kia ông lại lúc tôi đang tưới là bị ngắt quãng là tại vì là ông khách ông ấy. Bảo là anh có mọc không nhưng mà cái loại em chỉ mua mấy trăm thôi. Và thế mấy trăm thì mình bán lẻ toàn 1,000,000. Đây này cây này là tôi thấy là tuyển đây này. Đấy nhá thoát lên đến tận đây nhá. Cả bầu thì...